cứ hỏi làm sao tôi cho ông thỏa mãn. Ông thỏa mãn tức là những người nghe ở đây người ta sẽ thỏa mãn, còn ông chưa thỏa mãn là đấy, qua tour rồi nó ổn đi, có những người người ta không thỏa mãn á, rồi người ta thấy nó tiếc, để cho người ta hiểu luôn. Tôi giải thích cho mạnh luôn, tức là để biết hiện tượng trong linh nữa không có nhập vào thầy gơi mới tính gì đó. Dạ thì nhờ là cư sĩ chia sẻ với thì ông già ông hiểu không có nghe. Nhận là những người đó từ trạng thái này đến trạng thái khác mà đột ngột luôn là có. Có, ừ, thì rõ ràng nó có trong nhập mà sao nó không có. Mà ông nó có trong nhập thì tôi mô phỏng ba ví dụ kia, ông thấy rõ ràng nó có nhập. Bây giờ giờ ông đứng dòng nào rồi, ông đứng ở hoài nghi hay ông đứng ở bên nào rồi? Bây giờ thì nhà nhức đầu không? Chưa xác định được, chưa tư tưởng giờ nhờ cư sĩ. Trời, tôi giải mã tiếp cho ông nha, cho ông khâm phục bổn phục. À, cái hiện tượng thứ nhất, đại đa số người ta đang bị phải. Chính tôi đi, tôi thấy ở trên núi Cấm, tôi dưới núi Cấm thì tôi thấy có ví dụ sưng cái dòng ta là 5 tháng, 3 tháng, 7 tuổi, 5 tuổi là con của mẹ chết đi nhập về đó, đầy nhóc. Rồi có những người chết trôi chết nổi gì người trong gia đình nhập về đầy nhóc, thì lên núi Cấm không thấy rồi múa mai còn đi đường thấy đó, ngoài đường ngoài đình ngoài miếu đâu cũng đầy nhóc, hoặc ở nhà đó cũng thỉnh thoảng có người bị đó, nó cũng bị, nó có thật. Xin thưa cái hiện tượng này á, đại đa số thế gian đang gơ vô hiện tượng là cái thức. Thì trong ngũ ấp ma nó có cái phần là gì? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Thì đây là nó gơ vô trường hợp cái thức, người trường hợp có thức, chứ không phải người trường hợp có tưởng nữa, có giọng gì nữa đó, mà người trường hợp có thức. Cái trường hợp là người thức cũng nằm trong ma rồi, không thật rồi, đã nói ma trước là nó không thật đó. Đó thì bây giờ như vậy ông chú ý lắng nghe, cái chỗ nào mà ông thấy bất hợp lý ông hỏi tôi liền, để ông là cái người dẫn dắt cho những bà con đang coi đây nè, để người ta sáng lên người ta hiểu. Ông hiểu là người ta hiểu, hiểu không? Mà ông không hiểu thì sao người ta không hiểu, cho nên ông không hiểu ông phải hỏi cho hiểu, quyết tâm hỏi hiểu, mình làm sáng tỏ vấn đề này để mình giúp bà con, hiểu không? Đó rồi bắt đầu vô hiện tượng cái thức này tôi mô phỏng. Bây giờ đầu tiên nè, ông nhìn tôi kỹ đi, rồi ông rồi bây giờ ông đóng mắt lại, có phải là hình ảnh ở trong tâm ông tôi nhập ông rồi chưa? Tôi đâu nhập ông, nhưng mà ảnh tôi đã nhập ông rồi, đúng không? Ông thấy rõ ràng không? Ảnh cư sĩ áo trắng đang nằm trong ông rồi đó, ông xóa không được đâu. Xóa được, xóa mất khắc ảnh là xóa được không? Xóa được, nằm trong tâm ông rồi, rõ ràng đúng không? Và ông nhìn đến cái bàn thờ kia tất của nằm trong tâm ông rồi, chứ bàn thờ không có nhập, và cái ảnh đó nó nhập trong tâm ông rồi. Tôi cũng không nhập vào ông, nhưng mà trong tâm ông đã chứa tôi rồi. Bàn thờ cũng không nhập ông, nhưng bàn thờ trong tâm ông rồi, nó lạ vậy đó, gọi là ảnh thức. Cho nên những cái này gọi là ảnh thức. Thì ông nghe cho rõ đây, cuộc sống của mình á là hàng ngày mình va chạm, mình có nghe ông nội ông ngoại ông sơ gì mình thấy hình thật, hoặc cha mẹ cuộc sống hàng ngày hoạt động á, ông hoạt động hàng ngày á, thì cái những hình ảnh đó mình ghi vô cái tâm thức mình, đúng không? Ghi hết vô, đúng chưa? Đúng, ghi hết vô đó. Rồi mình nghe ai kể chuyện về ma cỏ gì đó cũng ghi vô luôn. Mình coi phim ông tề thiên ông thượng đế ha, mình coi một cái nhân vật ma nào chết cho chết nổi tai nạn đó, mình lưu đó luôn, đúng không? Lưu hết vô, mình chắc cái tâm mình nó rộng nó, mình luôn hết tất cả mọi thứ đó, luôn hết vô đó. Rồi ví dụ như giờ mình có một cái thai nhi, mà ai đó có thai nhi tự nhiên bị mất đi, một cái dòng 1 tuổi 2 tuổi con mình nó tự nhiên mất đi, cái mình đau thương á, tự nhiên mình ghi vô tâm mình, ghi vô đúng không? Ghi vô hết. Thì xin thưa quý vị, giá tể như ông ngoại ông sơ mình đi, mình ghi cái hình ảnh nó vô, mình đưa tâm thức rồi, một ngày cái tâm linh mình nó lớn, cái trạng thái tâm linh nó lớn, nó sẽ bị cảnh trần chiêu cảm, hoặc mình rơi vô cái trạng thức tự nhiên, mình rơi có tạng thức ngẫu nhiên bị chiêu cảm với cảnh trần. Thì cái ảnh á, ông ngoại ông nội bên ảnh á, gã đóng vai ông nội ngoại nhập là con, hoặc cái dòng á trong đình của mình con nó cái đại khái vậy, con là cha mẹ, tức là ảnh đó đóng vai cái người nhập, đóng vai cái người mất, ảnh đóng vai nha. Cho nên trong trường hợp này ông đi quay YouTube hoặc ông gần những cái đó ông hỏi đi, người này nói đúng một phần, nó sai một phần, chính xác không? Người ta không nói đúng hết, và người ta cũng không nói sai hết, ông để ý đúng không? Tại sao có đúng có sai vậy? Có đúng là gì? Lúc mà ví dụ cái người mất như cha mẹ mình á, mình thấy hình ảnh của cha mẹ mình hoạt động, hoặc trai mượn tiền, mình ghi vô những cái đó, mình ghi được. Còn những cái gì mình không ghi á, không ghi được, như ổng hồi đó ổng trẻ, mình mới sinh ra đời thôi, thời trước á, ổng còn thanh niên, ổng làm gì, mình đâu ghi được, mình nói chặt lắc à. Đó, cho nên cái ghi vô được mình nói đúng, cái không ghi được vô tâm thức mình nói sai. Cho nên trường hợp cái thức này, khi cái hiện tượng nhập này, người đó nói đúng một phần, nó sai một phần.
Là cư sĩ nói là bị ảnh, nói chung là cái tâm trí mình đã lưu giữ hình ảnh đó, mọi cảnh mọi vật mình nhìn hàng ngày mình đã lưu ra đóng vai. Dạ, rồi nhất là những hoàn cảnh, những cái cảnh mà chết xe đụng hay gì, khi mình đi xem đi giờ nó luôn nằm lưu tí, nó sâu trong tâm mình á. Mình nói tí là không đúng, trong tâm mình á thì ảnh nó ra đóng vai. Thì ảnh ông ngoại mình đi, ông ngoại nè con, chứ không phải ông ngoại thiệt của mình đã chết đi rồi nhập vô, mà ảnh ông ngoại đóng vai ông ngoại, thấy không? Như vậy không phải là hiện tượng thật mà ảnh, gọi là ảnh thức. Vì cái thức của mình nó đang chứa những ảnh lưu. Cái thức của mình là lưu những cái gì thu thập được, nó qua trong cái thức đó, nó ghi lại, nó để cho nó đó. Còn cái ảnh thức đó, rồi nó mới tạo cử ra, mình trạng thái nào đó tạo cử ra đóng vai đó. Thì đây là gọi là một trạng thái của ảnh thức. Vậy cái chỗ này, cái chỗ này ông hiểu chưa? Hoặc ông có phim ông Tề á, ông thấy ông Tề Thiên á đưa vô tâm ông, thì một ngày ảnh thức ông Tề nó ra đóng vai ta là Tiền Để Thánh, đó là ảnh thức. Rồi trong cái trường hợp đầu tiên này ông hiểu chưa, hay là ông còn lắng mắng cái chỗ nào đó, tôi tiếp tục bước sang cái hiện tượng thứ hai. Cái ảnh thức thì hiểu rồi, nhưng mà từ cái trạng thái mà con người thay đổi về sắc mặt, thay đổi về tư kê tỷ là cái cả sắc mặt luôn sĩ, là sao luôn sĩ? Thì cái ảnh thức nó đóng vai, ví dụ như là ảnh ông già mình, nó để cố gắng nó đóng vai nắng cái ông già mình mà đã cho nó trùng thùng cái ảnh đó, hiểu không? Thì trong cái trạng thái đó, cái năng lượng con người nó đã chuyển hóa từ năng lượng bình thường chuyển qua năng lượng khác, thì con người nó phải thay đổi theo, nó thay đổi theo cái trạng thái đó, chứ không phải là người thiệt. Việc người thiệt nhập vô, bạn muốn kiểm chứng cái này rất dễ dàng luôn. Cho nên thí dụ nói cha mình nhập, ông ngoại, ông nội, ông sơ mình nhập vậy á, bây giờ ông để trong cái kẹt tủ một ít tờ tiền hay một quả chanh quả quýt gì đó, ông mời vô đó mở cửa ra đi, vô đó coi bao nhiêu nhập lại, ông nói đi, đúng tôi tin không làm được đâu, không làm được đâu, không có, tại sao không có thể nhập thật chứ, thì nói gì đúng. Rồi hiện tượng đầu tiên này ông thỏa mãn chưa? Thỏa mãn ha. Vậy ông khi mà ông thấy nhập ra là ông có phân tích nha, tùy cái người đó, ông nhìn là trên cái hiện tượng là người này bị cái thức nè, cái bà này do hồi xưa bà mất cái thai nhi nè, rồi bà thương tiếc quá, bà ức chế ở trong tâm á, hôm nay bà bị tạo cử ra cái ảnh thức nó đóng vai ha, là mình phải hiểu đó là một cái trường hợp thứ nhất, là trường hợp gọi là cái thức, gọi là nhập qua cái thức ha. Trường hợp thứ hai, trường hợp thứ ba chứ, trường hợp đầu là mình phân tích là cây me rồi, quỷ thần cây me rồi, qua trường hợp thứ ba. Trường hợp thứ ba thì trường hợp thứ ba như vậy nè, nó mới ngặt nghèo nè, nó qua mặt được hết nhiều người nè. Qua mặt hết, giống như cái thiệt có thiệt, không thể chối cãi. Nhưng mà cái người tu người ta có huệ rồi, người ta mới nhìn nó khác, còn mình chưa tu chưa có huệ mà nhìn nó là thiệt luôn á. Như vậy tôi coi cũng trên cái kênh YouTube của câu chuyện, nó có thật như vậy. Cái chú này nè, chú khoảng 40 mấy tuổi, cái một ngày chú biến thành ông cụ nhập vô, biến là ta là ông cụ trong cái quyền á, rồi tới thời đó ta chết ở chỗ đó, mộ mà mã mộ gì ta ở chỗ đó đó, thì ông mới nói kể ra mã ở chỗ đó, nó chôn ông chỗ đó, mà bây giờ nó đi lâu hàng trăm năm rồi, thì đất nó kiểu như nó bằng phẳng hết rồi, nó qua không phải cái đất nhà mình, nó đất của người ta, cây cỏ bọc thì nó bình thường, đâu biết như có mã. Thì bây giờ cái ông nhập về như vậy, nhập qua cái chú này 40 mấy tuổi nói vậy, thì người nhà người ta bán nghi bán tin, nhưng mà nói biết rồi người ta cũng tin, tại chú này bị hoài à, người ta cũng tin. Thì người ta tới, người ta đào lên chỗ đó, ta đào lên thiệt có bộ xương cốt của ông. Vì ông tin không? Đào đi có thiệt á, đúng tin hết trời đầy tin, đúng không? Tại vì chính mắt mình thấy, chính tay mình nghe gõ gạt đào lên cái bộ hài cốt y như vậy, thì bây giờ ông phải tin, không chạy đường nào, đúng phải không? Thì ông tin rồi, cả khi những đồ chôn ở dưới đó người ta đọc được nói thì đó là ông tin rồi, chính xác rồi, ta biết hết luôn đó, y chang không sai khác luôn. Người ta nói không sai một lại chút nào hết. Nó không thật ra, nó không nhập sao mà nó đúng được, này phải nhập thiệt chứ gì đó. Mà cư sĩ nói không có nhập, nhà cư sĩ đó, cái này mới cái chỗ lạ, cư sĩ đâu có nhập, tại vì cư sĩ không có huệ đặc biệt so với người khác nha. Trên cư sĩ thuộc dạng người thứ tư để đi giải mã, không thuộc ba nhóm người hồi nãy, là người có tin và người không tin và người hoài nghi. Cư sĩ không thuộc người đó, tại cư thủy là thấy giác biết rõ ràng, thì cư sĩ đâu có lọt chung ba cái dạng người đó được. Cư sĩ không tin mới đọc như vậy. Theo như đại là đại tin đó, tại vì nói đúng hết, cả chôn cả cái đồ hoặc cái gì ở dưới thì, đó đào lên là y gan hết. Thì không phải mình một mình quên ở đây, mà tất cả nhiều người phải tin.
Không phải một mình mà tin, mà nhiều người thấy thật nhà phải tin. Xin thưa cư sĩ không tin, có lý do cư sĩ. Tại vì cái biết của cư sĩ khi thấy như vậy, nó như vậy, lập tức cư sĩ phải coi nó như thế nào. Lập tức cái biết của cư sĩ hiện hình ra, nó lạ vậy nè. Cái chú mà bốn mấy tuổi này nè, là chính là ông cụ đó. Ông chết, ông tái sinh trở lại của quyền. Đọc chưa? Bây giờ ông, đời đó ông sinh của quyền đó, hôm nay ông tái sinh đời của quyền này là cái người bốn mấy tuổi này, cậu tái sinh trở lại thành ông cụ. Cho nên cái đời sống ông cụ mà từ cái đời sống mà từ vô lượng kiếp tới giờ á, là được chứa trong cái tâm mình hết. Cho nên cũng cảnh trần một ngày đó, nó rơi vào cái trạng thái đặc biệt như vậy, nó chiêu cảm cái tâm mình, cái đời sống cũ đi ra thì ông cụ cũng đi ra. Mà đời sống ông cụ đi ra như vậy á thì ông biết hết. Ông biết hết, ông chôn cất ở đó ABC đó. Tại vì tánh biết của mình nó luôn xuyên suốt, nó không có dừng. Như nãy như cái clip trước á, tôi nói là tánh suốt, cái tánh biết á nó luôn xuyên suốt, nó không có dừng. Cả ngay cả mình chết hay mình sống, mình đang chết vậy, cái tánh biết mình nó vẫn diễn biến, cái tánh biết nó không ngừng. Chỉ là con người mình vọng động lấy cái niệm khác đắp nó lên, đắp chồng chồng lên, mình tánh biết mình nó không hiện hữu ra thôi. Đó, cho nên cái quá trình A lại gia thức á, ghi lại cái kiếp đó mình đang chết ở đó, chôn ở đó, là nó ghi trong A lại gia thức, ghi vô tâm mình. Thì cái cảnh này vô tình nó quay lại cái cảnh đời sống cũ, nó quay ra cho nên nó đúng. Thì trong trường hợp thì mình nói á, ông cụ nhập nó không đúng, mà nói cậu con trai á, nó không phải ông cụ nó cũng đúng. Ti hai là một, ti một là hai, chỉ là đời sống mới và đời sống cũ. Hiểu cái này chưa? Dạ, nói như cư hỷ thì đại hiểu, nghĩa là vô tình một cái vị đó đã chết nằm tại đó và tái sinh lại. Tái sinh lại là biết được những gì ở nơi đó, nơi đó. Rồi là cái đó là vô tình, là tái sinh, tái sinh lại, quá trình tái sinh. Dạ. Rồi cũng có trường hợp một người tạng xa xôi, nói chung là mình nói là đi tìm hài cốt, như đi nói những người mà đi tìm hài cốt đó là họ nhào vào cái gì cư sĩ. Rồi cái đó một phần phân tích cái điểm đó, nó nằm có cái phần sau nữa chút sẽ được phân tích đó. Rồi cái trường hợp này là ông thấu hiểu này ở gì? Thấy rõ ràng, tôi giải thích cho ông thấy nó mường tượng, thấy rõ ràng rồi. Trong Phật pháp của nó xíu tái sinh luân hồi đó, y chang thì không sai khác đâu. Mà cái thấy nó rất rõ ràng minh bạch như vậy. Cho nên một lần nữa tôi không tin vào hiện tượng trong mập ma nhập, người khác sẽ tin. Tay khác chính tay nghe mắt thấy. Mà chính tay nghe mắt thấy tôi cũng thấy như vậy, nhưng mà cái biết của tôi nó hiện hữu, tại sao nó phải như vậy? Cho nên tôi không rơi vào sự mê tín gì đâu nữa. Cho nên tôi không dính. Còn mọi người phải dính, tại cái biết mình chưa thấy được cái nhân, cái gốc của nó, thì quý vị phải dính. Còn tôi thấy rồi tôi không có dính. Cho nên trên đời này nó xuất hiện một số người mà nói tiếng mình là người Việt, mình có thể nói tiếng Tây, tiếng U, tiếng Tàu gì đó, thì cũng chẳng qua cái đời sống cũ quay lại. Giờ thấy nhẹ nhàng, nó dễ giải thích rồi đúng không? Tự nhiên một người nói được cái này cái kia, hoặc tự nhiên một đứa bé nó hiển thị lên ông thần đồng, cái bé thành thần đồng á, tự nhiên người ta giỏi, cực kỳ giỏi, hoặc ta nói được bao nhiêu thứ tiếng, hoặc ta làm toán gì đó. Là gì? Cái đời vừa rồi vừa xong, người ta là một giáo sư, một tiến sĩ gì đó, do cái nghiệp lực của người ta tốt, người ta chết đi ta tái sinh theo loài người, lập tức tái sinh liền là người luôn. Cái đời sống nó diễn ra được liên tục theo cái lượng sinh luân hồi này đó. Cái đời sống nó kéo theo liên tục, thì người ta tái sinh liền, thì loài người nói được người tiếp, thì cái biết người ta vẫn giữ hiện hữu đó. Còn giả sử như cái vị này á, mà bị đọ đi vô cái ngạ quỷ hay súc sanh á, rồi quay lại làm người á, thì ta mất cái khúc đó. Như mình đây nè, như huynh đệ mình đây nè, mình cũng đọ đi rồi, mình không nhớ lại thôi đó. Còn liên tiếp á, thì cái thần đồng là nó hiển thị cái chỗ đó ha. Đó, nó dễ hiểu chứ không khó hiểu đâu. Đó, nói được tiếng Tây, tiếng Tàu, tiếng gì đó, thì cũng một quá trình đó, là a-di-đà thức của mình được lưu lại. Rồi hôm nay cái cảnh trần, cái trạng thái tâm lý của người nó rơi vào cái trạng thái đó, thì vô tình cái đời sống cũ của mình hiện hữu ra, chứ không phải là nhập vô. Đó. Rồi cái trường hợp thứ kế tiếp là nói về tìm mộ, đúng không? Để phân tích luôn trường hợp. Dạ, thì có hai cái trường hợp hồi trước giờ mình cũng không xa lạ, là trường hợp về sư vị sư là hết giác hạnh nè, cũng hay nói về vong linh, và trường hợp của Phan Thị Bích Hằng nè, tìm hài cốt đó cư sĩ. Rồi thì bây giờ cái hiện tượng này, vong linh người ta nói rất nhiều, tìm hài cốt cũng rất nhiều, thì đây là cái hiện tượng. Thì tại sao có vong linh có như vậy không? Cư sĩ lại một lượt, quý vị thấy rõ ràng, tai nghe mắt thấy, người ta y chang như nhau hết, ta tìm được y chang như nhau hết, có chứng minh rõ ràng hết, quý vị ta phải tin gọi còn gì nữa. Nhưng một lần nó cư sĩ không tin, mà tại cư sĩ không tin vì cái biết của cư sĩ thấy được cái nhân rất rõ ràng,
cho nên cư sĩ không gây hiện tượng mê tín. Có một câu chuyện thế này, có thật người ta phát cũng tin thêm ảnh, nhưng người ta nhìn không ra. Có cái bà mẹ đó có hai đứa con, có hai đứa con, mà hai đứa con một hôm nó xin đi chơi thì mẹ bà mẹ mới cho chơi, vô tình cái đứa đó hình như là một đứa 7 tuổi, một đứa mấy tuổi đó tôi không nhớ rõ, rơi xuống sông chết. Rồi dân làng với chính quyền địa phương đâu á, người ta mới tìm lấy hai xác đó mà tìm không được. Rồi cái vong linh của Hà Nhi đó mới nhập vô người mẹ, nói mẹ ơi giờ con lạnh lẽo lắm, con đang ở cái dòng sông đó, con ở dưới cái sông đó có cái cây bự ở mé sông đó, dưới nó có cái cây ngã ra, con vướng dưới cái cây đó, mẹ xuống dưới lấy con lên. Tức là nhập cho cái bà đó, bà mới nói, bà nhập người mẹ, mẹ mới nói như vậy. Thì bây giờ bà nói như vậy thì ổng ra, tức là hai ba ngày mình tìm không thấy, thì bác giật nghe nói như vậy thì một tia hy vọng hoặc đi để tới đó tìm thử thôi. Thì cái người nhà với chính với dân rồi ta tìm phụ, thì quả thật xuống cái cây đó dở lên dính đúng sát dính đó, đó lấy lên có. Thì cái hiện tượng này thì cũng một lần đó, mắt thấy tai nghe thấy y chang vậy này, đúng nó nhập vô giống, nhập vô nó mới đúng, nhập sao đúng, phải không? Theo huynh hiểu đúng không? Nhưng cư sĩ không có tin, lạ vậy đó, cư sĩ không tin. Vì sao vậy? Một lần nữa cái biết của cư sĩ được hiện hữu ra rất rõ ràng, cũng từ cái biết chứ không phải là mình ngồi mà vọng tưởng gì hết, mà vọng tưởng không có được vậy đâu. Mình tu quá thì mình tu cái biết mà nó hiện hữu, hiện hữu ra thực tướng để mình thấy cái thực tướng của cái đó. Thì cái lần này á, cư sĩ mới nhìn, à cái hiện tượng này nó rất bình thường, nó không phải như mà thế gian bị nhầm hết rồi, qua mắt được người thế gian rồi, qua mắt được một số người tu nữa, cái hiện tượng này đơn giản lắm, nó không phải là phức tạp gì đâu. Thì ở thế gian của mình cũng có hay nghe người ta nói là ông bà mình nói hồi xưa đúc kết lại á, hả, mình nhắc tới một người nào đó thì người đó sẽ nhảy mũi đúng không, nhắc người thân nhảy mũi đúng không, cái câu này quen đúng không, cái chân lý của ông bà mình để lại đúng không, đúng không, chính xác không? Hoặc mình nhắc tới người nào người đó sẽ nhảy mũi đúng không? Nhưng mà do cái tường lực của cái người nhắc á, hoặc cái người nhận á, do mình là cái phàm phu, cái tâm mình ô nhiễm nhiều quá, cái năng lượng đó, sự truyền qua truyền lại năng lượng đó là mình không nhận được với nhau, và sự ô nhiễm. Còn thánh á, lập tức là ta khởi tác biết liền à. Còn mình là phàm phu cho nên mình không biết được. Nhưng thực ra nó có cái năng lượng phát đó. Thì ông bà mới nói là hãy nhắc tới người kia, là người kia nhảy mũi là gì? Khi mình nhắc người kia là mình tập trung cái tư tưởng mình truyền cái năng lượng đi tới người kia, người kia lập tức nhận cái năng lượng đó, ta sẽ nhảy mũi. Năng lượng vô của người ta, ta lập tức nhận cái năng lượng đó, ta sẽ nhảy mũi. Thì trong cái trường hợp này, cái người mẹ đó thương tiếc và nhớ con hàng ngày, nhớ con, nhớ quá, tập trung nhớ con không, thì vô tình cái tầm năng lượng của cổ á, nó chiếu tới cái hai đứa con, thấy không? Nó chiếu tới đó, nó chiếu đó, gọi là hiện tượng là tầm năng lượng con người mình vô biên lắm. Tức là mình có thể là mình phát đủ cái năng lượng hết, nhưng mà mình chập, mình dẹp hết các năng lượng, mình dẹp thành một năng lượng á, thì gọi là tam mật tương ương, là giống như niệm Phật nhiều niệm, niệm một niệm á, thì nó sẽ tầm cái năng lượng đó. Tôi thí dụ tại sao tầm năng lượng đó nó có hiệu quả như vậy, bằng ví dụ ở Phật học thôi. Quý vị, tôi nhớ hồi xưa tôi đi học có hai loại kính. Cái kính mà phân kỳ với kính hội tụ á. Cái kính phân kỳ là gì? Là mình để ánh nắng mặt trời. Mặt trời vô bao nhiêu tia, nó ra bấy nhiêu tia, thì ông để tờ giấy nó không cháy đúng không? Cái kính hội tụ mà qua ánh mặt trời á, nó vô nhiều tia, nó ra một tia, nó cháy đúng không? Rõ ràng đúng không? Thì vô nhiều tia một tia đó là cái sự nhiếp tâm. Con năng lượng con người của mình là nhiều cái năng lượng nó phát lắm, nhưng mà mình nhiếp tâm, mình tạo được cái năng lượng đó, thì có một năng lượng duy nhất thì nó sẽ đi tới cái chỗ đó, nó tầm ra, nó thấy được như vậy. Nó chỉ là khoa học thôi, một lần nữa nó khoa học thôi, chứ không phải là quyền bí tâm linh gì đây hết. Khi mình thấy, mình biết rồi, giải mã nó dễ lắm. Như vậy hiện tượng này, năng lượng của con người được chuyển đi tới đó là quá trình gọi là tầm năng lượng. Thì trường hợp nhà ngoại cảm thì các thứ người ta có thể phát huy được cái năng lượng đó, ta tầm thôi, nó năng lượng con người ta tầm thôi, chứ không phải là nói người chết trong đêm nhà nhập. Rồi ông thỏa mãn với là tôi giải thích chưa thỏa mãn, hỏi nữa tôi giải thích cái chỗ đó cho ông hiểu. Tới khi ông hiểu là ông đại diện cho những người nghe mà. Ông cứ hỏi làm sao tôi cho ông thỏa mãn. Ông thỏa mãn tức là những người nghe ở đây người ta sẽ thỏa mãn. Còn ông chưa thỏa mãn là đấy, qua tour rồi nó ổn đi. Có những người ta không thỏa mãn á, rồi người ta thấy nó tiếc, để cho người ta hiểu luôn. Tôi giải thích cho mạnh luôn, tức là để biết hiện tượng trong linh nữa, không có nhập vào đề thành gơi mới tính gì đó.